Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Thụy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng Power Up của Trello để xuất báo cáo những gì các bạn đã làm ở trên bảng của Trello. Thì đầu tiên các bạn vào bảng Trello của nhóm các bạn và sau đó add cho mình Power Up. Hai, các bạn chọn vào đây. Thì ở đây có hai cách để tạo báo cáo. Một là tạo báo cáo theo file Excel, hai là tạo báo cáo đẹp hơn một chút sử dụng file PDF. Thì đầu tiên là file Excel thì các bạn search cho mình export. Đây là cái này, cái màu tím này á. Các bạn ấn add cho mình. Add. Thì cái này export by BlueCat nó sẽ cho các bạn 10 lần miễn phí mỗi khi các bạn đăng nhập một tài khoản. Thì ở đây mình sẽ chọn export cho nhóm 2 và ở phần này thì nó sẽ có những cái cột mà các bạn sẽ tạo ra. Những cột bạn đã tạo ra thì bạn muốn xuất những cột nào thì các bạn chọn cột đấy. Thì ở đây mình sẽ chọn xuất cả 4 cột. Và các bạn bấm Delete. Ở đây mình còn 7 lượt thì giờ mình sẽ bấm Delete thì nó sẽ tạo ra ở đây. Thì này mình đã tạo ra 2 lần rồi. Và đây là cái file Excel của nhóm mình. Các bạn, cái file Excel hồi nãy mình mới tạo ha. Thì ở đây nó nhìn hơi lộn xộn, các bạn có thể chỉnh lại một chút cho nó nhìn nó rõ ràng. Và cách thứ hai để các bạn có thể xuất được cái sử dụng file PDF thì các bạn search cho mình là report. Đây cái icon màu tím này, report by Blacker ha, các bạn add cho mình. Thì cái report by Blacker này thì nó sẽ cho các bạn miễn phí hình như là khoảng một tháng. Và sau khi các bạn add xong thì nó sẽ hiện lên cái bảng thông báo này. Thì các bạn tạm thời cứ bấm close đi ha. Thì sau khi mà các bạn add xong nó sẽ mất một khoảng thời gian để nó tự động tạo cho các bạn cái bản báo cáo. Thì các bạn vào report ha, hoặc là vào đây nè, power up, hoặc là ở đây power up đây, và các bạn chọn report ở đây cũng được. Các bạn phải đợi một lát cho nó chạy. Thì ở đây mình có tạo trước rồi nên là cái đây là cái bản báo cáo nó đã tạo trước cho mình ha. Thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều mục như là ngày tháng số được lượng card mà các bạn đã tạo ở trong bảng, lượt tương tác với nhau, mức độ tương tác cũng như là một số bảng chi tiết ở đây. Thì các bạn muốn sổ ra hay là ẩn cái phần mục nào thì các bạn ấn show more hay show less. Ở đây giả sử như ở đây show more. Rồi, giả sử như ở đây nó có một số thứ rất là dài. Đây, ở đây thì mình muốn nó ẩn đi hay là muốn nó hiện ra như thế nào thì các bạn có thể dùng Show More, Show Less ha. Thì khi mà các bạn in báo cáo sử dụng nút Export này nó sẽ cũng in nguyên như vậy. Thì đây mình sẽ bấm Export. Thì sau khi bạn bấm Export ra đây, đây mình sẽ bấm thử cho các bạn. Thì nó sẽ rơi vào tình trạng là Exporting. Khi mà các bạn để một lúc ha, đợi khoảng, mình nghĩ là khoảng 5 phút thì nó sẽ có một cái báo cáo tương tự giống mình ở trạng thái là ready. Các bạn bấm vào cái dòng màu xanh này để tải xuống. Thì đây là cái file báo cáo mình đã tải xuống ha. Thì hồi nãy mình đã không bấm show more ở đây thì nó, ở đây nó cũng sẽ không show more. Tương tự như vậy về đây, các bạn có thể custom theo ý muốn của mình. Và video đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn có một ngày học thật vui vẻ.